Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Tiếp tục là một video về tựa game Beast Swarm. Có một cái nội dung mình đã làm rất là lâu, nhưng mình nhận thấy năm nay có rất nhiều người mới và nhiều remake cũng sẽ đề cập tới nó, nên mình tóm tắt nhanh cho các bạn ha. Đó chính là Nectar. Nectar nếu mà dịch thông thường là mật ngọt các bạn, mật hoa đấy. Thì Nectar là một nội dung đã ra cách đây khoảng 2 năm. Nó ra chung với lại cái Platter, chậu cây ha mọi người ha. Rất nhiều chậu cây trong game. Để mà có được chậu cây, đơn giản nhất là trong cái shop này nè, chúng ta sẽ có một cái Paper Planter mà chúng ta mua bằng tiền. Công năng thì vẫn như nhau, chậu cây càng xịn càng khó lấy thì phần thưởng cho mình sẽ càng nhiều. Những chậu cây này khi bạn trồng nó ra, nó sẽ sinh ra chúng ta cái nectar, sinh ra mật hoa ha. Rồi cao cấp hơn, trên shop của Double Bear bổ sung rất nhiều cái planter khác. Những cái planter này tốn tiền rất là nhiều, cũng như là nguyên liệu crafting ha. Thì mình thấy nè, The Planter of Plenty, 100 tay honey và rất nhiều nguyên liệu. Hiện tại cái planter này không có nhiều người có được đâu. Phía bên này nó cũng sẽ có một cái cao cấp, cũng sẽ rất là khó lấy, nhưng dễ dàng hơn cái The Plenty of Planter bên kia. Chậu cây tên là Beto Planter, chỉ tốn có 5 tay tiền thôi. Đó là sơ sơ về chậu cây. Mỗi người trong tựa game này một lần đặt tối đa 3 chậu cây trên 3 cánh đồng khác nhau. Mình có một chậu cây màu xanh trên cái đồng pumpkin nè. Chậu cây sẽ phát triển từ 0% lên 100%. 100% là cao nhất, cho các bạn cái wood nectar nhiều nhất. Và người chơi phải online trong game. Cái thời gian chỉ phát triển khi bạn online trong game, cũng như phát triển nhanh hơn khi bạn đứng trên cánh đồng đó. Cánh đồng có cái chậu cây và chúng ta farm. Đó là mối liên quan giữa cái planter, những chậu cây và nectar mật ngọt. Trong tựa game này sẽ có 5 cái nectar: comforting, motivating, satisfying, refreshing cũng như là invigorating. Mỗi cái bút nectar này cho chúng ta một chỉ số khác nhau, ảnh hưởng tới các màu hoa. Và cái dòng kế tiếp bạn coi nè, cái feel. Tùy vào cái feel bạn đặt planter, planter nào cũng được, nó cho chúng ta cái loại nectar đó. Ví dụ, các bạn muốn kiếm được comforting thì đặt những chậu cây bạn có trên Dalen Field, cánh đồng bồ công anh, cánh đồng bamboo field, cánh đồng tre và pine tree, cánh đồng cây thông ha. Khi các bạn có những chậu cây đặc thù đặt trên cánh đồng đó, cái số lượng cho các bạn sẽ nhiều hơn. Như là comforting cho 1,2 lần, tức là thêm 20% cái boost. Khi bạn có chậu cây màu xanh, 25% với chậu cây là Techie Planter, 50% với Petal Planter. Wiki mình sẽ có hết, còn không thì bạn chụp cái hình này lại ha. Thống kê cho bạn dễ nhìn hơn nè, nó cho mình chỉ số gì, từ bao nhiêu tới bao nhiêu và trồng trên cái đồng gì. Đó chính là cách mình kiếm được cái nectar tương đương. Liếc sơ một tí nha, cái này khi nào làm xong mình sẽ có video chi tiết hơn. Như là nhiệm vụ WeMart của con Trapper Bear, chúng ta có một cái dòng nhiệm vụ tên là Collect 4 giờ từ cái Satisfying Nectar. Bước đầu tiên có cái hình này, để mà có được Satisfying mình sẽ trồng cái planter, trồng cái chậu cây trên cánh đồng nào? Cánh đồng hướng dương nè, cánh đồng dứa nè, cánh đồng pumpkin nè. À, mình nhận thấy cánh đồng pumpkin mình đang trồng chậu cây đấy. Nếu bạn mà lười biếng á thì mình treo máy trong game cũng được, do mình vừa nói là cái chậu cây này phải online trong game nó mới phát triển được 100% đúng không. Còn nếu bạn siêng thì mình treo máy mình farm trên cái này luôn. Cái việc chúng ta farm trên cái đồng pumpkin nó sẽ thúc đẩy cái chậu cây phát triển nhanh hơn. Trong một khoảng thời gian, cái con ong của chúng ta nó sẽ bu vô cái chậu cây này và nó hút mật. Và cái việc này đồng thời cũng sẽ tăng cái phần trăm, tăng cái thời gian. Bạn thấy không? 40 phút nè, lên được 1% rồi. 41 phút, 17%. Tóm còn lại, để làm những nhiệm vụ liên quan tới nectar thì mình trồng cái chậu cây trên cái đồng đó và đứng trên cái đồng đó để farm 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng cũng sẽ rất là nhanh thôi. Rồi, và trong cập nhật mới nhất của năm ngoái liên quan tới nectar, chúng ta sẽ có những cái bình, nó gọi là vial. 5 nectar là 5 cái bình vial, tối đa một người chứa được 10. Một số nhiệm vụ năm nay cũng yêu cầu chúng ta kiếm được cái vial. Những phần thưởng BMAT trong quá trình các bạn chơi nó cũng sẽ cho chúng ta những cái vial này riêng trong BMAT thôi nha. Và cách thứ hai chủ động hơn, thủ công hơn, đó là mình tự đổi. Bạn thấy nhiệm vụ của con Spirit Bear, chúng ta có một cái dòng sử dụng nectar condenser. Nhiều người mới chơi không biết này là gì. Nó chính là cỗ máy nằm kế bên miếu gió, giúp các bạn chuyển đổi cái số lượng nectar boost bạn đang có thành một cái bình vial 5 cái 5 màu nè. Ok, The Nectar Condenser, bấm vào, tỷ lệ quy đổi 12 tiếng. Khi bạn có cái boost góc trái bên trên nè, chúng ta có dư 12 tiếng của một cái boost nectar bất kỳ. Mình sẽ vô đây, lúc này chỗ này sẽ sáng đèn lên, mình sẽ quy đổi ngược lại một cái vial dưới trong inventory của mình. Đó chính là cách mình kiếm thủ công. Cho nên tương đương cái nhiệm vụ của Spirit Bear sử dụng cái này một lần là các bạn phải có một cái boost nào đó chơi 12 tiếng sau mình đổi ra một cái bình vial ha, là xong cái này. Những cái boost này khi bạn out ra game nó sẽ mất, thời gian sẽ giảm dần từ từ, bị lãng phí đó các bạn. Vậy cho nên trong game chúng ta một cái bình cũng là một cái bình khác trên khu vực 30 con ong nè, nó gọi là Nectar Pot, một cái bình chứa các bạn trữ ở trong này. Cái bình này mỗi một lần chỉ chứa được một nectar thôi, không chứa được 5 cái nha. Tức là bạn muốn tích một cái nectar đó lên 12 tiếng hay là cao nhất là 24 tiếng thì mình tích trên này, mỗi lần tốn là 5 tích kịch, cứ quăng vào đây, khi nào đủ 12 tiếng mình lấy ra rồi đi tới con máy kia để đổi ha. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Một lần nữa mình nói lại về kiến thức liên quan tới nectar boost, bao gồm có 5 loại nectar nè, cũng như cách mà các bạn kiếm được cái vial. Ok, hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không hay thì like với share đi, chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa, coi chùa hoài à, kỳ ghê á.